Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng trước dự án Carai Batiment này mọi người. Lâu quá rồi không có đi thực tế dự án thì hôm nay chúng ta đi vào xem thử là cái tiến độ hoàn thiện nó tới đâu rồi, thì xem thử là đã bàn giao được khúc nào chưa nha mọi người. Đấy, giờ chúng ta qua đường xem thử có xe cộ gì không, xem cái dự án đây. Thời tiết nó cũng dịu nhẹ nè, đi lúc này mà không cảm giác thấy nóng hết. Bây giờ mọi người muốn xem từ bên mặt này sang mặt kia hay là mình vòng qua bên siêu thị rồi mình xem toàn bộ này. Phía trước lúc nào cũng nhộn nhịp. Nếu là sau này chúng ta sẽ không được vào bằng đường này đâu, ta sẽ vào bên kia đó, lối này lối ra để nó không phải bị lấn cấn với lại cái đường vào của siêu thị. Wow, hôm nay công viên đẹp nha mọi người. Lên rồi này, gần hoàn thiện rồi, đẹp ghê. Có bạn bán và cho thuê mặt bằng với những đơn vị mà sở hữu shop house bên dưới rồi này. Đấy, có dán bảng rồi. Khu vực dưới chân là bắt đầu đẹp rồi. Đấy, bên này chắc chưa hoàn thiện hết nhưng mà thấy là đã tươm tắt hơn trước khá nhiều rồi. Đi đường này đảo xong một vòng rồi. Đây đường lên nhà xe. Cho em ly cà phê cô. Dạ chị. Dạ cho ly sữa. Nóng nha, đừng cho đá. Căn này người mấy căn hộ đây ở chưa vậy cô? Chưa à? Chứ ở bình thường là chị ở đây, chị bán hàng đây mấy giờ chị về? 5 giờ 6 giờ. 5 6 giờ. Người ta bảo ở đây hay bị hù lắm, có dễ không chị? Thì ấy là kiểu bạn dạ bạn nhiều thì ý là do anh của em ấy thì có đang chèo nè, hỏi đang định mua căn này nên là bảo em đi hỏi thăm thử ở khu vực này sao. Chưa đang chèo thấy cái mặt tiền bên trước này cũng đẹp, giá tầm cũng mềm mềm so với mấy căn bên dưới kia hả chị? Đó. Ấy là mềm mềm so với mấy căn dưới kia. Như chị thì chị thấy có nên mua không? Dạ, cho ấy cho thuê đồ ạ. Chứ giờ mua ở liền là ông không ở đâu. Sợ người lạ tới họ có hẹp không biết. Chứ còn ở thì ông chưa ở đâu. Mấy căn này ở tiền của người chào 1 tỷ 6 là rẻ. Ông biểu em đi xem thử hỏi thăm, được thì ông dứt mà cũng được thì hỏn hỏn lại. Thì cũng có nhiều người mua rồi. Dạ.
em thì cũng hỏi thăm mấy đứa đây thì nó kêu tấu, thì mấy anh không dám bảo vệ cũng dám vào đây không biết thiệt giả. Hả? Dạ. Kêu ai? Kêu chị ai? Bình thường. À, bình thường ai? Trưa hả chị? Trưa không kêu á? Ghẹo thôi. Dạ. Hai mười sáu là sẽ ra này cúng. Dạ. Tại nên em mới đang ghi hình lại nè, để về cho anh có trải nghiệm chính. Chứ kiểu nhiều khi mình đi mình nói không là không tin. Thì cứ hỏi thăm mọi người xung quanh, phản hồi sao thì gửi cho anh vậy. Ở đâu vậy? Dạ anh ở xa, còn em thì em ở, ở dưới Hồng Văn Thụ nè. Thì ý là bên này thấy chèo giá nó cũng, dạ ý là giá thôi, cái mấy căn kia thì nó kiểu nó không gần siêu thị, mặt nó không thoáng, lên view nó không đẹp á. Còn mấy căn này thì lên hình thì thấy đẹp hơn, nhưng mà cũng biết là lịch sử nó như vậy. Sư trường bán là trường bán gì em? Lắng cắn. Dạ. Trường bán là trường bán gì? Bánh hầu sữa bánh. Ờ, sữa bánh rồi. Chắc có bán vô chắc đuối rồi quá. Dạ mẹ. Dạ mẹ.